Dung xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Kim Ly Hồng Dung hiện đang có mặt tại chùa Phật Tổ, tức là Phật Tổ Temple, tọa lạc tại số 905 đường Orange thuộc thành phố Long Beach. Và kính thưa quý vị, năm này là năm thứ 15 và hàng năm, một ngày trước ngày lễ tạ ơn thì chúng tôi luôn có cái ngày mà phát mền, phát cơm chay và phát quà từ thiện cho những người kém may mắn, những người vô gia cư tại vùng Los Angeles. Và cũng như thường lệ, năm nay chúng tôi được tổ chức vào ngày 24 tây tháng 11 năm 2021. Kim Ly Hồng Nhung hiện đang có mặt tại chùa Phật Tổ. Và kính thưa quý vị, để mà thực hiện được mấy ngàn phần cơm chay cho những người vô gia cư thì Kim Ly Hồng Nhung cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử cũng như là tất cả những thiện nguyện viên đã có mặt tại chùa Phật Tổ trong nhiều ngày qua để mà chuẩn bị cho nhiều ngàn phần cơm cho những người vô gia cư. Và kính thưa quý vị, đằng sau lưng Kimberly Hồng Nhung là quý vị thấy là tất cả quý thầy đang làm cơm cho những người vô gia cư. Và xung quanh đây thì quý vị thấy là đang làm rất là nhiều món để chuẩn bị cho 2.000 phần cơm. Và sau đây Kimberly Hồng Nhung xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh làm cơm chay từ thiện vào Thanksgiving năm 2021 tại chùa Phật Tổ. Ở bên này tay cắt được nghe mình hết rồi hả? Kính thưa quý vị, Kimberly Hồng Nhung hiện đang có mặt tại cái góc này là thầy Trung Dũng hiện đang xào mì. Và kế bên thầy Trung Dũng là có chị Thanh Phương cũng là giúp đỡ hàng tháng nấu tại trụ sở Warm Heart Mission cho những người vô gia cư. Và sau đây Kimberly Hồng Nhung xin mời quý vị cùng trò chuyện vài lời với thầy Trung Dũng. Kimberly Hồng Nhung biết là bao nhiêu năm qua thầy đã cùng đồng hành cùng nhóm Warm Heart Mission làm những món thật ngon cho những người kém may mắn, những người vô gia cư. Và kính thưa thầy, là ngày hôm nay thì Kimberly thấy thầy nấu, hồi nãy là thầy nấu món khác và nấu món gì hồi ngày bây giờ thầy? Mì xào. Và hồi nãy là cơm chiên. Ngày hôm nay để thực hiện chùa Phật Tổ đã mua 9 thùng mì, 8 thùng trứng. Và để Kimberly Hồng Nhung hỏi là bao nhiêu thùng rau cải ngày hôm nay mình mua nha. Và ngoài ra còn Kimberly Hồng Nhung cấy còn có hem chay, cá chay rất là ngon thưa quý vị. Chùa Phật Tổ đã dùng rất là nhiều những cái thực phẩm ngon cũng như là tươi để mà nấu cho những người kém may mắn, những người vô gia cư. Và thay mặt những người kém may mắn, những người vô gia cư, Kimberly Hồng Nhung xin cảm ơn chùa Phật Tổ nói chung cũng như là thầy trụ trì và tất cả quý thầy, quý sư cô cũng như là tất cả những quý Phật tử và những thiện nguyện viên đã có mặt vào nhiều ngày qua để thực hiện cho cái buổi phát cơm chay, mì chay từ thiện ngày hôm nay. Và ngày hôm nay trong hộp cái cơm và cũng như hộp mì thì Kimberly Hồng Nhung có thấy là ngoài cơm, ngoài mì là chúng tôi còn có thêm được bánh cornbread, là bánh bắp, cũng như là khoai tây mà nghiền ra, và cũng như là chả giò rất là ngon và hấp dẫn. Và thầy trụ trì cũng dùng những cái hộp rất là chắc chắn để cho những người vô gia cư khi mà họ cầm không bị bể. Và họ sẽ có một bữa Thanksgiving, một buổi lễ tạ ơn rất là ấm cúng với những phần cơm, những cái hộp cơm, những hộp mì thật là ấm áp. Những tình thương của chùa Phật Tổ cũng như là tất cả thiện nguyện viên. Cảm ơn chùa Phật Tổ, tất cả quý thầy, quý sư cô cũng như là mọi người đã đến có mặt ngày hôm nay, ngày 24 tây tháng 11 năm 2021 tại chùa Phật Tổ để giúp cho cái buổi cơm từ thiện ngày hôm nay. Thank you.
Kimberly Hồng Nhung xin thân mến kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, hiện đây là phần 2 của buổi phát mền, phát cơm chay cũng như là phát quà từ thiện tại Los Angeles vào ngày 24 tây tháng 11 năm 2021. Kimberly Hồng Nhung hiện đang có mặt tại Los Angeles Mission. Và như quý vị theo dõi chương trình của Kimberly Hồng Nhung, đây là năm thứ 15 nhóm Warm Heart Mission, một tổ chức thiện nguyện không vụ lợi non-profit 501C3 được chính phủ Mỹ cấp giấy phép. Và quý vị, tất cả những quý vị nào donate hay là tài trợ sẽ được ghi giấy để trừ thuế, thưa quý vị. Và năm nay là năm thứ 15 mà chúng tôi làm thiện nguyện tại vùng Los Angeles. Và vào hàng năm khi mà chúng tôi làm thiện nguyện như vậy, chúng tôi phát khoảng chừng 3 đến 5.000 phần quà cho những người kém may mắn, những người vô gia cư. Kính thưa quý vị, hiện Kimberly đã có mặt tại Warm Heart Mission. Và từ 3 giờ sáng là nhóm thiện nguyện Warm Heart Mission đã lên chùa Phật Tổ để chúng tôi phụ với quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử cũng như là tất cả những thiện nguyện viên để làm cơm cho những người vô gia cư. Và hiện nay thì đây là phần 2, chúng tôi đến Los Angeles Mission sau khi làm xong 2.000 phần cơm thì hiện giờ đang là khoảng chừng 9 giờ sáng thưa quý vị. Và như quý vị theo dõi những hình ảnh mà anh camera của Kimberly quay lại thì quý vị thấy trong lều nó rất là bận rộn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có rất là nhiều quà cho những người vô gia cư. Mỗi cái mền, chúng tôi mua khoảng 2.000 cái mền và mỗi cái mền hiện đang bán trên Amazon $60 thưa quý vị. Và Kimberly đã mua được 2.000 tấm mền cho những người vô gia cư. Ngoài những phần cơm chay, phần mì chay do chùa Phật Tổ tài trợ, chúng tôi còn có công ty Sun Hin Food đã tài trợ rất là nhiều quà như sữa đặc nè, như là coconut milk drink, như là những cái hộp pate, những cái hộp mà coconut oil để cho những người vô gia cư sức trong mùa đông lạnh giá này. Và sau đây Kimberly Hồng Nhung sẽ xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh để quý vị biết được cái ngày phát quà, phát mền và phát cơm chay từ thiện năm 2021 vào dịp lễ tạ ơn như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. You have too many babies in one time, do you? Where? There's one baby was sitting in the car. Kính thưa quý vị, đây là cái mền mà chúng tôi phát vào năm này Thanksgiving 2021. Quý vị thấy cái mền này trên Amazon là $60 và nó rất là nặng thưa quý vị, nặng vô cùng, chắc cũng khoảng ít nhất là 5-7 pound, nặng lắm, rất là ấm cho những người vô gia cư. Và Kimberly đã mua được 2.000 tấm mền cho những người vô gia cư. Xin quý vị đừng quên Warm Heart Mission, hãy donate vào Facebook, đánh vào từ chìa khóa Warm Heart Mission cũng như vào website warmheartmission.org hoặc gọi cho chúng tôi tại số là 818-571-8580. Warm Heart Mission tọa lạc tại 135 là Porter Street, Suite A, thành phố Arcadia, 91006. Excuse me, attention everybody, can I create a floor plan here?
Kính thưa quý vị, như quý vị đang theo dõi, hàng ngàn người vô gia cư, hàng ngàn người kém may mắn đang đứng xếp hàng rất là đông. Chúng tôi cũng có rất là nhiều người bị tàn tật cũng đứng xếp hàng để mà nhận được những phần quà, phần cơm chay cũng như là những cái tấm mền rất là ấm, rất là dày cho năm nay. Thì Kimberly Hồng Nhung một lần nữa xin chân thành cảm ơn công ty Sân Hinh Food đã tài trợ rất là nhiều đồ ăn, và cảm ơn chùa Phật Tổ đã nấu 2.000 phần cơm chay và mì chay từ thiện. Cảm ơn tất cả những nhà tài trợ, những mạnh thường quân. Cảm ơn tất cả quý vị thiện nguyện viên đã đến để mà giúp cho Warm Heart Mission thực hiện được cái chương trình của Thanksgiving năm 2021. Không có sự giúp đỡ và cái góp phần lớn lao của quý vị thì Warm Heart Mission sẽ không có được ngày hôm nay sau 15 năm qua. Kimberly một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, và Kimberly mong rằng quý vị sẽ góp một bàn tay cùng với Kimberly Hồng Nhung giúp cho những mảnh đời kém may mắn, giúp cho những người không có được mái ấm, không có được tấm mền che thân, nằm ở giữa những góc đường vô cùng lạnh lẽo. Mong quý vị sẽ góp một bàn tay cùng với Kimberly Hồng Nhung cũng như là Warm Heart Mission. Một lần nữa, Kimberly Hồng Nhung từ Los Angeles Mission ngày 24 tây tháng 11 năm 2021. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và mến chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn thật vui, thật bình an, thật ấm áp và nhiều hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Quý vị đừng quên hãy contribute và đóng góp cho Warm Heart Mission, một tổ chức thiện nguyện không vụ lợi 501C3. Và kính thưa quý vị, tất cả mọi đóng góp của quý vị sẽ được trừ thuế. Thưa quý vị, chúng tôi có mặt trên Facebook, Instagram, website trang nhà warmheartmission.org. Quý vị có thể donate tru mạng Facebook. Quý vị cũng có thể gửi vào trang nhà của chúng tôi warmheartmission.org, cũng như là gửi check về cho Warm Heart Mission tại địa chỉ 135 là Porte Street Suite A, thành phố Arcadia, California 91006. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và mến chúc quý vị thật nhiều hạnh phúc và bình an trong mùa lễ này nhé. Xin tạm biệt, bye bye. Thank you.